Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Vợ thông báo cáo phó của nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ. Thời gian tang lễ thay đổi, thi hài sẽ được hỏa táng và không nhận vòng hoa viếng. Sau lễ tang tại Việt Nam, thi hài của nghệ sĩ Chí Tài được đưa sang Mỹ để gia đình có thể tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Vào sáng ngày 13 tháng 12, trong khi linh cữu của nghệ sĩ Chí Tài đang trên máy bay để sang Mỹ, thì bà xã của nghệ sĩ đã thay mặt gia đình đăng thông tin cáo phó. Chỉ còn ít giờ nữa, nghệ sĩ Chí Tài sẽ được về bên vợ và những người thân ở Mỹ. Theo đó, thông tin tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài có thay đổi so với trước đó. Ca sĩ Phương Đoàn cũng không nhận vòng hoa, tiền phúng viếng sẽ được gửi vào tài khoản từ thiện để thực hiện di nguyện còn dang dở của nghệ sĩ Chí Tài. Cụ thể, từ 11 đến 17 giờ ngày 18 tháng 12, gia đình sẽ phát tang, làm thánh lễ cầu hồn cho người thân, khán giả đến thăm viếng tại Công đoàn Giáo xứ Thánh Ninh. Lễ an táng linh cữu của nghệ sĩ sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 19 tháng 12, thi hài sẽ được hỏa táng. Dưới bảng cáo phó có ghi rõ nguyện vọng của gia đình như sau: xin quý thân bằng, quyến thuộc hãy vui lòng dành tiền mua vòng hoa và phúng điếu đóng góp vào quỹ từ thiện của nghệ sĩ Chí Tài để giúp đồng bào miền Trung tại Việt Nam theo ước nguyện chưa tròn của anh. Cáo phó của nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ, thi hài sẽ được hỏa táng, gia đình cũng không nhận vòng hoa viếng như lễ tang tại Việt Nam. Hiện tại, di hài của nghệ sĩ đang trên đường sang Mỹ, gia đình sẽ đón linh cữu vào lúc 8 giờ 30 giờ địa phương ngày 13 tháng 12. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.